Xin chào các bác, em là Tuấn Cạn. Hôm nay em bắt đầu, hôm nay em có kỳ lộc bắc rồi các bác này. Đấy, em trồng hết đấy. Hôm qua em bắt đầu là lấy cái, em lấy về thì em vẫn để trong rổ. Thì hôm nay bắt đầu em trồng. Các bác nhìn thấy trồng, đây giá thể em sử dụng nhá. Ây à, em phải nói qua này. Bên dưới này em nó một lớp xốp này các bác này. Bên trên này là cái đá bọt Indonesia, đá núi lửa ấy. Sau đó trên là vỏ thông của kiwi của New Zealand. Đấy, và ở trên cùng là một lớp rêu trắng, rêu sâu. Rêu sâu này bán là 3.000 lạng này. Rêu sâu này hình như là trong đấy có nhiều cái chất kháng khuẩn và đặc biệt là độ ẩm thì kích thích nan ra rễ. Những cái kỳ lộc bắc này tất cả đều có rễ hết rồi các bạn. Đều rễ hết rồi, bây giờ bắt đầu đặt cái này thì bắt đầu là cứ thế là nó ăn ra thôi. Nếu mà để như này em nghĩ chỉ trong vòng tầm khoảng 1 tuần thôi là đã bén rễ rồi các bạn. Đấy. Nấp nó vào một tí nấp nó vào một tí để tránh ánh nắng mặt trời sẽ làm cháy cái rễ xanh này đi. Đây, nhìn phê không các bác. Tất cả cái này nếu mà sang làm mỗi ngọn chỉ cần lấy tầm khoảng 2 mét thôi thì nhà em có phải có lấy mấy trăm mét lan đấy. Cái lộc bắc này đặc biệt là nó rất dài và nó không thắt ngọn. Thường thường thì các loại lan mùa đông ấy, thì mùa đông nó sẽ thắt ngọn đi và để sang xuân nó đẻ mầm. Nhưng cái lộc bắc này thì ngược lại, mùa đông nó cứ đi và nó sẽ đẻ mầm vào thời điểm mùa từ tháng 6 trở đi nó mới đẻ cơ. Các bác nhà đã có thì biết nó đẻ muộn như thế thì, cho nên là để nó dành cái sức để nuôi cái thân một thân ấy. Nó không thắt ngọn như này nên là đặc biệt em rất thích. Sau này sẽ có nhiều giò lan khủng và dài, có thể mang đi triển lãm hoặc mang đi thi thố ở các hội hoa lan là nhìn đẹp lắm. Em bán là 800 một ki. Đây, ki được gần 20 phân rồi các bác. Lực đi cực khỏe luôn. Đấy. Hôm qua em lấy về thì ở trong rổ em bán mấy cái rồi thì em trồng. Túc tắc nói chung càng để lâu thì càng dài. Càng để lâu càng dài thì các bác mua, ví dụ như mua này thì em tưới tắm ngon lành thì các bác mua sẽ yên tâm về chất lượng cây hơn. Đấy. Em bán là 800 một ki lộc bắc này. Đây các bác này. Chết rồi. 800 một ki. Còn đây là chớp lai trầm này. Cây này cũng khỏe, cây này đi ngọn ghê lắm. Cây này bán 200 một chậu. Chớp lai trầm. Con trầm rồng đỏ một thân. Trầm rồng đỏ một thân em bán là 150 một chậu. Một cốc này. Để hôm nay trời ơi mưa. Hàng hai thân thì em bán là 200. Hai thân em bán 200, còn một thân là 150. Ở ngoài kia còn nhiều lắm, hàng hai thân là 200. Kiếm xanh thái này một mẹ một con em bán là 500. Một mẹ một con 500. Ở đây có 5 cánh trắng mũi hồng. Nó là phi điệp 5 cánh trắng mũi hồng. Em bán 800 một bảng như này. Khi được con cánh trắng mũi hồng nó rất là đắt. Em sẽ nói thêm cái này nhưng mà em bán 800 trước đã. Em nói thêm sau. Nó là cái dòng của Thái nhưng mà nó có một vẻ đẹp và cái khuôn hoa của nó gần giống như cái cây long điền, cái long điền mà bây giờ nó đang có giá khoảng 15 đến 20 triệu một ki. Long cánh trắng mũi hồng của Thái. Còn đây là thiên nga đen. Thiên nga đen em bán là 120 một chậu. Bên này là kiếm vị hoàng. Đây vị hoàng em trồng hết ở đây. Chậu này 4 thân này, một thân già này, 3 thân trẻ này. Chậu này 2 triệu này. Còn một chậu vị hoàng 2 thân này, 2 thân trưởng thành này thôi em bán 1.8 triệu thôi. Vị hoàng 1.8 triệu đây. Lá láng, không phải lá sần đâu các bác nhé. Còn đây là kiếm số 3. Kiếm số 3 của Thái. Nội em cho các bác xem hoa đấy. Cái này là 3 triệu. Còn chậu vàng cánh chim. Đây kiếm vàng cánh chim là dòng lô hội đột biến của Việt Nam này. Là hai thân này là 900 này. Đây có hai thân là 900 này. Một thân như này là 500 này các bác nhé. Một thân vàng cánh chim này 500. Đây em có ba cái 900 này. Một cái này là ba thân là 900 này. Cái này 900. Ô còn có mỗi cái vị hoàng già này. Vị hoàng già thất tiết thôi để em trồng thôi. Đây em mới trồng một vài chậu kiếm xanh thái này. Đây trầm rồng đỏ các bác nhé. Hôm nay nhà có tắc kè đá 50.000 cân. Đây giá thể trồng kiếm này, toàn là giá thể nhập khẩu hết rồi.
đá bọt Indonesia này, vỏ thông kiwi này. Đấy, ai mua em lại nhổ lên bán để cho nó tươi. Nếu mà thời khi nào nó ấm chậu rồi thì em sẽ gửi cả chậu cho các bác. Trầm cửu long, trầm cửu long em bán là 250 một chậu. Còn đây là phi điệp trắng đài, phi điệp trắng đài có chậu 2-3 thân này. Em bán là 280 một chậu. Còn địa lan thanh ngọc lá biên này, thanh ngọc lá biên em bán là chậu 3 thân là 450, chậu 2 thân là 300. Bên này là trầm rồng đỏ 1 thân, em bán là 150 một chậu. Đây là phân tan chậm của Nhật này, phân chì này 120 một cân này. Đấy, còn có lại phân trắng nữa. Đồ ngâm rượu này em có măng khô này. Măng khô bán 120 một túi, túi 5 lạng em cắt tỉa hết rồi. Đây là măng này tiếng dân tộc của em gọi là mải thốc. Chuối hột rừng Thái Lát này, chuối hột rừng Thái Lát 50.000 một cân này, hơi khô. Đấy. Còn đây là quả sim. Quả sim tím ấy mà ăn nó ngọt ngọt đấy các bạn, trẻ con hay ăn đấy, ăn màu đen hết nữa ấy. Đây em bán là 150 một cân, khô. Đây các bác chỉ ngâm thôi, không mốc không ngọt gì cả. Đấy. Còn đây là cái mật ong này các bác này. Mật ong mùa này nó mùa này là bắt đầu là cái đây là cái phần phấn hoa này. Giới thiệu các bác đây là cái phấn hoa nó khi mà hồi lúc khai thác mật ong rừng thì mới có. Là do nó không thể nào mà lọc sạch được hết ấy. Thế bắt đầu mùa này nó đóng cái váng lại thì em lại tách ra em bắt đầu tách ra, bắt đầu để lấy cái này ra. Nếu không thì nó cái mặt này nó cái phấn này nó sẽ phấn này thì thực ra chỉ làm cho nó người ta hiểu thêm là nó là đúng chuẩn mật ong xịn này. Thì mật ong khoái em bán là 450 một lít. Còn đây lưới thái này. Lưới thái này em bán là đây khổ này, khổ 2 mét này. Lưới này che được 50% ánh nắng. Lưới màu xanh này 50% là em bán. Một cả một cuộn này là 1 triệu các nhá. Đây, một cuộn này là 50 mét này. 50 mét dài là cả cuộn là 1 triệu. Còn lưới lẻ thì đắt lắm, lưới lẻ thì 25.000 một mét dài, 1 mét mét dài. 25.000 thì có nghĩa là nó sẽ được 2 mét vuông. Còn lưới đài này thì em bán là 65.000 một mét mét dài. Lưới đài đây. Đây là giữa chất của lưới thái đây. Còn đây là chất của lưới đài này. Lưới đài là nó là những cái sợi cước màu đen. Họ đan vào nhau. Họ đan vào nhau thì nó đặng kiểu khâu vào nhau cho nên là các bác có thể là đây này, các bác khi mà có căng nó ra thì vẫn căng được. Càng căng thì lượng nước xuống càng nhiều và cái lượng ánh sáng xuống càng nhiều. Còn lưới Nhật thì lại khác hoàn toàn. Lưới Nhật thì nó in bằng nhựa luôn. Nó không thể căng được mà nó có tấm sẵn rồi. Lưới Nhật này các bạn. Lưới Nhật này thì 180 một tấm này. Lưới Nhật này thì nếu mà để chất thì nó hơn cả lưới đài. Nó không thể căng được. Nó không thể, các bác không thể kéo ra kéo vào được. Là nó nguyên như thế. Cái này làm cho cái lượng nước mưa khi mà rơi xuống lưới Nhật này thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Nó sẽ bị hạn chế nước mưa xuống thì rất là tốt cho hoa lan. Ở những tháng mùa mưa nó mưa nhiều mà nó ngăn được nước là quá tốt rồi. Hai nữa là cái lưới Nhật này ngăn được cả mưa đá. Bởi vì bản thân nó khi được sản xuất ra là mục đích của nó là để che vữa với cả che các loại gạch ngói rơi cho những cái công trình xây dựng ấy. Cho nên nó chịu được mưa lực rất là lớn. Còn các loại lưới này thì không chịu được. Rêu sâu rồi. À lưới Nhật em bán là 180 một tấm nhé. Khổ 1m8, 5m2, à 5m1. Rêu sâu là 30.000 một lạng này. To lấy cả kiện này em bán là 1.4 triệu thôi các nhé. Cả kiện rêu sâu này 1.4 triệu. Còn đây là các cái bó bảng dớn, trụ dớn lỗi này. Đây có trụ lỗi này. Em bán một bó như này là 40.000 này. Rất rẻ quá. Đấy. Về dùng vẫn thoải mái bởi vì em đã cắt tỉa gọt hết rồi. Còn đây là bảng dớn này. Bảng 10-40 là 13.000 này. 15-40 là 15.000 này. 15-60 đây. 15-60 này. 15-60 20.000 các bạn. Đấy. Còn đây là móc inox loại 1 mét này, chất đẹp lắm. Inox này thì nó tránh lan bị han dỉ. Đây, móc inox này 9.000 một cái.
Đây móc inox. Còn móc inox ngắn này. Móc inox này thì ngắn hơn này các bác này. Ngắn hơn thì em bán là 5.000 một cái đây. Đây là cái loại ngắn này. Đây 5.000 một cái. Cái này có 3 cái. 5.000 một cái các bác nhé. Còn đây là giớn cọng em bán 30.000 một cân này. Đây giớn sợi này. Đây giớn sợi này. Cái này đặc biệt là không giờ mốc này, thoát nước cực tốt này, cực nhanh. Rồi em cảm ơn các bác. À đây có phân chùn quế nữa. Thôi mở này ra. Phân chùn quế viên lén này. 30.000 một cân. Cắt đây. Phân trắng nhật này. Phân trắng nhật này em bán là 280 một cân này. Phân trắng nhật là loại tốt nhất này, chuyên sử dụng cho lan đột biến này. Nó màu trắng. Đây phân chùn quế này nén viên cho nên rất là nặng này các bác này. Đây. Phân chùn quế em bán là 30.000 một cân các bác nhé.